Sáng nay là mùng 9 tháng 6 năm 2016 và chúng tôi đang chuyển chiếc sập hương sập hương đá Nam Phi để chuẩn bị lên đường trả hàng cho khách. Ra đằng trước đi. Đây thì các bạn sập rất nặng và tôi quay và tôi chuẩn bị phải buông ra để ra đỡ. Long đưa vào với chú. Cái sập này trong lúc bê thì cần rất đông người. Bây giờ chúng tôi đang dùng xe lăn. Cú ơi. Long quay ra đây bố ạ. Bên kia là cú. À chúng tôi còn cầm máy không quay để bố đưa lên. Đồng Đức Hiền đang chuẩn bị đưa mặt sập lên trên xe. Chuẩn bị đưa lên xe bò. Công tác chuẩn bị. Tạm biệt quý vị.